Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Đường Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu tổng hợp cho anh chị bạn một số dòng xe này. Vao này, Vision, AB, SH ha, một số dòng tay côn luôn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Liên, hỗ trợ giới thiệu ông Liên ạ. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Liên lại cập nhật rất là nhiều dòng xe cho mọi người nha. Và đặc biệt trong clip này, khi mà mọi người lên mua xe có liên hệ với Liên, Liên sẽ tặng ngay 1 triệu đồng tiền mặt cho mọi người nha. Cứ liên hệ Zalo với Liên lên gặp Liên là sẽ được tặng nha. Rồi đầu tiên Liên sẽ đi vào là dòng xe Vario cho mọi người nha. Rất là nhiều màu được bên Liên sơn sẵn tại cửa hàng luôn nha. Mọi người lên là chỉ có chọn và đem xe về thôi, không cần phải chờ sơn nữa nha. Và giá Vario bên Liên cũng đang ổn định cho mọi người luôn, không tăng giá mùa Tết nha. Khóa thường là 35 triệu và khóa thông minh là 37 triệu cho mọi người. Màu sơn Liên chỉ cộng thêm đúng 1 triệu đồng cho mọi người thôi. Đây như một em xe đây là một trắng hồng loan nha mọi người, đó rất là đặc biệt luôn. Em này chắc là đi là khóa thông minh. Khóa thông minh thì hiện tại 37 triệu. Thì đi thêm 1 triệu màu sơn nữa là 38 triệu nha mọi người. Đó, mọi người thích độ mâm thì bên Liên cũng sẽ có độ mâm cho mọi người nha mọi người. Độ mâm thì bên Liên chỉ cộng thêm có 500 ngàn cho mọi người thôi nha. Màu sơn được bảo hành 1 năm nè. Xe thì bảo hành máy móc lên tới 2 năm cho mọi người luôn nha. Đó, tất cả các màu sơn như đây là màu xám xanh đen nè, hay là một màu đỏ nhám nè. Đó, mọi người muốn sơn bóng hay sơn nhám gì bên Liên cũng có sẵn cho mọi người luôn nha. Và tất cả màu sơn này thì mọi người là hỏi là đi khóa thường hay khóa thông minh thì nói chung là khóa thường hay khóa thông minh gì bên Liên cũng có sẵn màu sơn luôn, nên mọi người yên tâm. Với cái dòng mà Vario này á, thì mọi người chỉ cần trả trước cho bên Liên tầm khoảng 2 triệu đồng thôi là Liên có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nè. Nếu mà bạn nào có điều kiện hơn á, thì mọi người trả trước cho bên Liên tầm khoảng 8 triệu đồng thôi là Liên hỗ trợ mọi người gói cả mẹt gốc luôn nha. Đó, rất là nhiều màu sơn đẹp cho mọi người luôn nè. Đó, trên đây là có một chiếc... Đi phía sau đi. Dạ. Rồi màu xanh này. Xanh con này là xanh xi măng luôn à? Một màu là xanh... xanh xi măng. Một màu là xanh xi măng nè. Và một màu là xanh loan nha mọi người. Đó, xanh loan. Xanh đi thêm tem nổi cho mọi người rất là đẹp luôn nè. Trong này hiện tại thì giá vẫn là 37 à? Dạ đúng rồi, màu riêng có nó 37 anh. Hai mày là lên khóa thông minh nè, là 38 triệu đồng giúp em là được rồi. Rồi Vision. Dạ rồi, Vision thì hiện tại đây có hai phiên bản cho mọi người luôn nè. Đây là một phiên bản cao cấp nha mọi người, màu riêng luôn, trắng đen. Nó có màu trắng đen nè và nó có màu đỏ đen nha. Hiện tại nó là 32 triệu 500 nè. Rồi qua đây thì sẽ có một phiên bản tiêu chuẩn được độ lên màu xám cam đen nha mọi người. Thì giá hiện tại tiêu chuẩn đang là 30 triệu 500. Độ lên màu sơn như thế này thêm 1 triệu là 31 triệu 500 nha mọi người. Vision thì mọi người cũng chỉ cần trả trước 2 triệu đồng thôi là có thể lên hồ sơ rồi nha. Rồi, qua đây thì có dòng AB125 nè mọi người. Hai màu này là của AB125 tiêu chuẩn luôn, không cần phải đổi màu sơn hay lưu gì luôn nè mọi người. Một màu là xanh cam đen và một màu là màu xanh nhám á mọi người. Sơn gần giống như bản đặc biệt của 160 luôn nha. Hiện tại màu zin của nó đang là 38 triệu, mọi người cứ độ màu sơn như thế này thêm 1 triệu giúp Liên nha. Đó, mọi người muốn thiết kế tem như thế nào thì Liên tặng luôn, không có cộng tiền tem hay gì hết nữa nha. Là 39 triệu cho một em xe như thế này, trả trước 3 triệu đồng thôi là Liên hỗ trợ mọi người lên hồ sơ luôn nha. Đem theo duy nhất cho Liên là căn cước công dân thôi và hỗ trợ từ đủ 18 tuổi luôn nha. Hiện tại bên Liên có nhận là ship xe toàn quốc luôn, mọi người cứ cọc cho Liên 10% thôi là Liên hỗ trợ chuyển xe, mọi người kiểm tra xe và chuyển đủ cho bên Liên nhé. Rồi, qua đây thì sẽ có dòng SH Mod cho mọi người nè. SH Mod đây là một phiên bản cao cấp nha mọi người. Phanh ABS luôn, mẫu này là mẫu mới nhất của 2024 luôn nha mọi người. Giá của nó hiện tại đang là 63 triệu đồng nè. Còn đối với bản thể thao nè mọi người và bản đặc biệt thì hiện tại đang là 65 triệu nha mọi người. Và có một bản nữa, đó là bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu đỏ nè, màu trắng và màu xanh. Hiện tại nó 58 triệu thôi mọi người. Dòng SH Mod này mọi người chỉ cần trả trước giúp em là 10 triệu đồng thôi là em hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nha. Rồi, chuyển qua đây, hôm nay bên Liên trưng một em SH 160 phiên bản thể thao 2024 luôn nha mọi người. Bữa vừa rồi là cháy hàng nè, hôm nay vừa về hàng lại luôn nha mọi người. Thì giá em này là 104 triệu nha mọi người. Đó, mọi người có thể bên Liên có ship xe cho mọi người luôn nha. Nếu mà bạn nào mà thích dòng xe này á, hay là những bạn mà ở những cái tỉnh mà miền xa á, mọi người không có Vario thì bên Liên có ship cho mọi người luôn nha. Và chuyển đăng kiểm về mọi người tự làm biển số cũng được luôn nè. Đó, SH160 bản thể thao phanh ABS luôn nha mọi người, là 104 triệu. Rồi, qua đây thì sẽ có phiên bản tiêu chuẩn của SH160 nè mọi người. Đó là phanh CBS nè mọi người. Hiện tại nó đang là 89 triệu thôi. Hai dòng SH này mọi người chỉ cần trả trước cho Liên tầm khoảng 20 triệu thôi là hỗ trợ mọi người lên hồ sơ xe rồi nha. Tầm khoảng 40% giá trị của xe thôi là nhận luôn cả về gốc cho mọi người về chạy nè. Rồi, qua dòng xe Tycoon cho mọi người nha.
đó là dòng Sachi nè mọi người, Sachi Việt. Liên Berlin đang có sẵn hai màu, sẵn màu jean này là xanh bạc đen nha mọi người. Hiện tại giá của nó hiện tại là 39 triệu đồng cho mọi người thôi nè. Và một em màu sơn, màu xanh lục bảo là 40 triệu đồng cho mọi người nha. Trả góp trả trước 3 triệu đồng thôi là lên hồ sơ mọi người lấy xe về chạy Tết luôn nha. Thời điểm này mọi người mua thì nếu mà ở những cái chỗ mà gần gần và làm biển số nhanh được thì bên Liên vẫn làm biển số kịp cho mọi người nha. Còn những chỗ mà không kịp biển số thì bên Liên sẽ có giấy tờ hồ sơ đi đường, bên Liên sẽ là công chứng hồ sơ cho mọi người đi đường luôn nha, nên mọi người yên tâm. Rồi, qua đây thì sẽ có dòng Winner V3 nha mọi người. Winner V3 bên Liên đang trưng 3 bản phanh ABS đây luôn. Một bản là đen vàng đồng nè, và một bản là bạc xanh đen, và một bản là thể thao nha mọi người. Đó, hiện tại 3 bản luôn. Bản này là Liên thông báo luôn là bản 2023 nha mọi người. 2024 là bên Liên chưa về hàng. Tại vì giá nó đang còn hơi cao mọi người nên bên Liên chưa về nha. Còn hiện tại thì những cái phiên bản này bên Liên ABS luôn đang với giá là 35 triệu thôi mọi người. Còn đối với mà phanh thường thì là 32 thôi nha. Góp thì trả trước 3 triệu đồng thôi là hỗ trợ mọi người nhận xe luôn nha. Rồi, đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị Vàng đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Xin chào.